Trong tháng 8 này, các huyện ngoại thành như Quốc Oai, Thanh Oai, Hoài Đức sẽ lên kế hoạch tổ chức đấu giá hàng loạt quyền sử dụng đất. Các lô đất được đưa ra đấu giá đều có vị trí đẹp, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Từ đầu năm đến nay, các huyện ngoại thành Hà Nội tổ chức thành công nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở và thu được số tiền lớn cho ngân sách. Bên cạnh đó, việc nhiều địa phương đẩy mạnh tổ chức đấu giá đất nền tại các khu đô thị, khu dân cư mới đã mang đến tác động tích cực cho thị trường bất động sản.